vì đam mê thôi chứ không biết gì. Cũng ba thì mày làm hơn năm là mình phải mua cây mới. Cây kia nó sụp luôn rồi. Còn đây là bút đen, mặc dù mua rất nhiều bút nhưng xài không hết nhưng mà vẫn thích mua nha. Cái bút này thì siêu cute lắm. Mình mua sổ là để học thêm, để vừa giữ kiến thức thêm, nhưng mà có học hay không thì mình không biết nha. Mình chỉ biết là mình nữa nên là mình mua thôi, chứ còn học hay không thì cái này mình cũng chưa biết nha. Tiếp theo là hàng về rồi nè, chờ lắm luôn á, nhưng mà về mới có chút xíu thôi. Thì cái này là mình order về bán đỏ thôi, chứ thực sự là cái sticker chính của mình nó vẫn chưa có về được với mọi người. Nó rất là lâu luôn ý. Nên là mình mua cái này để về bán đỏ thôi, chứ mình còn tầm 2 đơn nữa chưa về. Còn cái hàng chính của mình á, mình không biết chừng nào mới về, nó rất là lâu luôn. Trời ơi, đã mà hết thời thanh xuân của mình luôn rồi. Mình muốn nhập một đơn Swissy to với nhỏ là một đơn lớn luôn á, nhưng mà mình sợ không ai ủng hộ. Còn mà nhập ít á, mình nhập mấy cái chỗ đó thường là nó không có chất lượng. Còn mình nhập chỗ này là nhập chỗ lớn nên là cần phải nhập nhiều. Nhưng mà mình bán thì kiểu là không có nhiều người biết đến ý, nên là mình cũng không dám nhập nhiều, sợ là nó bị tồn hàng này nọ. Nên là mình không biết có nên nhập hay không nữa nè. Mọi người cho mình xin ý kiến đó nha. Nốt và số lần này về thì siêu đẹp luôn, sticker thì siêu luôn. Sticker này thì xinh đẹp luôn.